Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Giàng Páo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đi thăm kiểm tra quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại huyện Phong Thổ. Đoàn công tác còn có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Qua thăm kiểm tra thực tế một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại huyện Phong Thổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh đánh giá cao việc huyện Phong Thổ đã chủ động xây dựng bản đồ quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Bước đầu, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất như chuối, mía, chè, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đề nghị trong thời gian tới, huyện Phong Thổ cần xây dựng quy hoạch cụ thể cho các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông cho các vùng sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi sản phẩm gắn với xuất khẩu. Bên cạnh đó, huyện cần triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của Trung ương và của tỉnh để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân.